Chào các bạn nhé, hôm nay mình sẽ quay cho các bạn một căn 48m² hoàn thiện theo tiêu chuẩn đầu tư của Trà Là, tại phân khu Trà Là. Thì chúng ta sẽ vào đây. Đấy, quay buổi tối thì không gian rất là đẹp đúng không? Cái nền này thì cái gạch như chúng ta cũng đã so sánh khác với gạch của bên chỗ san hô đúng không? Đấy, vào đây. Đây vào đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy đây. Cái không gian bếp đây, bếp à, màu thì màu cánh gián nhá. Chúng ta sẽ đặt để đấy trong người ấy có đóng cửa để đồ chúng ta sẽ nhìn nhá. Đấy à, bên này có hương và bên này đây có một toilet nhỏ đúng không? Đấy, cái thiết kế đa số là như vậy. Chúng ta đi xa cái đầu chờ điều hòa đây nhé, tầng 1. Vậy tầng 1 chúng ta có một cái phòng khách và bếp. Cái chúng ta có sẽ chú ý cái lan hoa của cái phân khu Trà Là này, thì cái họa tiết hoa văn trông cũng rất là thanh lịch đúng không? Mình có một cái các bạn đã thiết kế lại cái theo ngôn ngữ của Indochina, cái phòng này cũng rất là đẹp. Đấy, thì mình sẽ để ở cuối để các bạn tham khảo. Đấy. Thế lên đến tầng 2. Lên tầng 2 thì một cái phòng này sẽ là phòng không có phòng vệ sinh nhé. Tầng 2 thì phòng vệ sinh ở giữa. Đây. Các cái đầu chờ điều hòa đây. Cái này thì sau này chúng ta về chúng ta sẽ là để hoa. Đấy. Đấy. Cửa này cũng khác với cửa bên san hô, cửa màu cánh gián. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào đây. Phòng tắm này, đồ bàn giao tiêu chuẩn đây. Đây có gương nhá, có gương này. Đấy, và đây cái tủ, mình thấy cái tủ này cũng cái chậu rửa mặt cũng khá ấn tượng này. Với cái thiết kế hoa văn này đúng không? Đó. Ok, bây giờ chúng ta sang bên ngoài này, phòng này. Phòng đây. Đấy, thì trần phào thạch cao thì mình nghĩ cũng khá là ổn đúng không? Đây. Ban công đây, đây mình đây. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên tầng trên. Đấy thì khá là thuận lợi, khá là đẹp đúng không? Chúng ta thấy khá là đẹp, bắt mắt đúng không? Đấy. Đây, cái dãy này, căn này là đúng là căn có chóp nhé. Bây giờ chúng ta đi lên tầng 2, tầng 3. Đấy. Thì cái họa tiết hoa văn của cái cầu thang này mình nghĩ cũng khá hợp lý. Đấy, có một sự cách tân này. Đấy, tay cầm tròn tròn vào. Cũng khá là đẹp. Đúng chưa? Bây giờ cái tầng này thì cũng là một cái phòng riêng độc lập. Riêng độc lập nhá. Đấy. Đây thì chúng ta cũng so sánh này. Cái ở giữa này thì cùng cái gạch nền cùng màu ở cái phòng ngủ thì khác với san hô thì có một cái chiếu ra như thế nó có vẻ sang trọng hơn đúng không? Đây đồng màu. Ở đây phòng này. Mình cũng khá ấn tượng với thiết bị vệ sinh này, nó có cả tiện hoặc tiết hoa văn này. Đây. Chúng ta nhìn đây, thi công rất là chuẩn, đẹp đúng không? Trần phao này, tường sơn này. Đấy. Đây là phòng của chủ cái này có một cái ban công. Căn này căn có chóp. Các bạn nhìn rõ sang bên kia nhá. Căn thế nào? Căn mình như thế. Đây. Họa tiết hoa văn thì đẹp hơn. Đây. Họa tiết hoa văn đẹp hơn nhá. Đó. Rồi, ok đúng không? Đây là cái dãy. Đây. Trà Là rất là đẹp. Đúng không? Bây giờ chúng ta đi vào. Như vậy có cái tầng 2. Tầng 2, tầng 3 thì là đều ban sinh, ban công ở giữa. Đúng không? Đây, chúng ta nhìn thấy cái lên cầu thang này. Đấy. Quản tiết hoa văn cũng khá là bắt mắt, tinh tế. Bên trên này có một cái phòng. Thì phòng này phòng này sẽ có là một cái phòng trên này là một cái phòng ngủ to giống như san hô ấy.
to này. Đấy. Phòng này và bên kia là một cái phòng toilet và phòng thay đồ. Nhưng mà mình khá ấn tượng với cái phòng này vì câu chuyện này đây, chúng ta mới thiết kế phương đông. Căn của chúng ta là căn có chóp nên ở chỗ này chúng ta sẽ nhìn thấy đây. Đấy. Đúng không? Đấy, và chủ đầu tư thiết kế hoa văn lại cũng khá là đẹp. Đúng không? Đấy. Thì chúng ta thấy rằng là cái với các cái họa tiết thi công này, với sự thành từ cái căn tiêu chuẩn bàn giao này, chúng ta thấy khá là hài lòng, đúng không? Đấy, và đây chúng ta sẽ đi lên đây. Thì riêng căn này chúng ta thấy có một cái ban công này rất là đẹp cho chúng ta. Cái phòng này có thể là phòng ngủ lớn này. Nếu như mà thi công mà giống như là làm homestay thì cũng khá hợp lý, đúng chưa? Đấy, thì đây có một cái phòng, đây là phòng toilet, đây các bạn nhìn này, đây một cái gương này, đây. Thì có thể tưởng tượng ra đây nó là một phòng thay đồ chẳng hạn, đây thay đồ, và bên kia là phòng chúng ta đây tưởng tượng đây là phòng master, khá hợp lý, đúng chưa? Thì bên san hô cũng vậy. Đấy. Thì chúng ta sẽ đi lên tầng trên này xem là với thiết kế của tầng trên như thế nào. Đấy, thì tầng trên này theo cái ngôn ngữ thì cái này có một cái bồn nước này, chủ đầu tư cũng sẽ làm lại cái nền này. Đấy, và các cái cục đóng lạnh ở đây. Đấy, nếu như cải tạo ở đây thì mình cũng gặp một số các bạn ngôn ngữ kiến trúc thì bạn cũng sẽ có thể bắn máy kính sang. À, tùy được nhà của chúng ta. Hay nhưng ở đây là tiêu chuẩn bàn giao theo tiêu chuẩn của chủ đầu tư. À, căn này thì có thể chỗ này có thể tưởng tượng có thể là phòng thờ. Đây là phòng thờ. Đấy, ví dụ như vậy. Như vậy là chúng ta sẽ thấy là khá hợp lý đối với căn với diện tích như này, với tầm tiền. Thật ra mình cũng trao đổi với một số các khách thì ví dụ như 6 tỷ hơn, 6 tỷ 7 tỷ thì chúng ta cũng khó tìm mua được một cái căn ở bên Hà Nội mà đường ô tô chạy vào như thế. Và cái vấn đề của đây chủ yếu là cái hạ tầng giao thông ấy, chủ yếu là cái tiện ích hạ tầng của chúng ta được hưởng ấy, thì với tầm tiền như thế này thì mình nghĩ cũng khá là hợp lý. Đấy. Và mình nhìn thấy đây, câu chuyện nó là như vậy. Thì câu chuyện của chúng ta sẽ là gì, các bạn trải nghiệm thực tiễn tiêu chuẩn bàn giao như vậy thì chúng ta sẽ có một cái cách thức phương thức đầu tư. Đặc biệt đến bây giờ thì mình nhìn thấy một số các bài toán chủ đầu tư đang đưa ra với cái lượng hàng, lượng cầu. Sắp tới đây chúng ta sẽ thấy một số thông tin mình đánh giá hết sức tích cực. Đấy, còn đầu nếu các bạn muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư thì các bạn cứ inbox cho mình. Đấy, mình sẽ kết nối các bạn đi về sau để có một cái cơ hội về sau, đầu tư sau này. Thì các bạn có cơ hội là trải nghiệm thực tiễn tại dự án. Còn các cái thông tin khác thì mình cũng biết, nhưng mà câu chuyện thì chắc chắn là những căn đẹp và những cái giá trị như thế này. Đâu đó những cái căn sau này nữa, cái tổ ấm an vui và chủ đầu tư cũng rất quyết liệt trong việc ổn định lại thị trường và những bài toán đưa ra, thì mình nghĩ là cái cơ hội đầu tư là thật sự là cho những người nhanh chóng đón nhận cơ hội. Còn các bạn đi tìm cơ hội mà đi tìm cắt lỗ thì mình cũng chia sẻ là dần dần cũng sẽ không có. Cái thứ hai nữa là thật ra là các cái thông tin nó không được chuẩn xác lắm đâu. Các bạn dành thời gian những công việc đấy nó cũng không thật sự, nó cũng là sự vô bổ thôi. Đấy, còn đâu một số thông tin mới nó cũng rất là hay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.